Huyên biên Son Jae-jin cưới chạy bầu, lộ luôn chân dung con đầu lòng khiến nhân tình sốt sình sịch. Tối ngày 10 tháng 2, cả làng giải trí vỡ òa khi Son Jae-jin và Huyên biên công bố thông tin về chung một nhà. Người hâm mộ khắp nơi đã ngập tràn trong hạnh phúc cùng thần tượng của mình. Cùng với đó, nhiều lời đồn đoán đã được đưa ra. Không ít người tò mò tại sao cả hai lại chọn thời điểm này để công bố kết hôn. Mới đây, theo một nguồn tin trên Twitter cho biết cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 3 vì đây là thời điểm lịch trình của họ thoải mái hơn, cộng thêm đó là sự động viên tích cực từ bố mẹ hai bên. Về thông tin cặp đôi đám cưới chạy bầu, người quen của Son Jae-jin và Huyên biên đã chia sẻ, cả hai đều lớn tuổi nên tôi biết bố mẹ đều thúc giục sớm kết hôn, không nên trì hoãn lâu hơn nữa. Như vậy không có chuyện hai diễn viên cưới chạy bầu như cư dân mạng vẫn đồn đoán, tất cả đều đã có trong kế hoạch và được định sẵn thời gian hôn lễ. Bên cạnh đó, netizen không khỏi quan tâm sau khi chính thức kết hôn, cặp đôi hạ cánh nơi Anh sở hữu khối tài sản khủng đến mức nào, liệu có vượt mặt song song năm xưa. Son Jae-jin thành công trong cả lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình, nên số tiền cát xê cô thu về không phải là con số nhỏ. Năm 2010, mỗi tập phim truyền hình do Son Jae-jin đóng chính có mức cát xê lên tới 386 đến 579 triệu đồng. Năm 2013 đã tăng thành khoảng 698 triệu đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, con số này đã tăng theo sức nóng của cô và lên tới 2,6 tỷ đồng. Ngoài ra, Son Jae-jin còn có sở trường đầu tư bất động sản. Năm 2015, cô chi gần 9,4 tỷ won, 8,6 triệu đô la Mỹ mua nhà đất ở quận Mapo-gu, Seoul, sau đó cho thuê. 3 năm sau, cô bán bất động sản này thu lời khoảng 3,5 triệu đô la Mỹ. Năm ngoái, cô chi 16 tỷ won, 14,7 triệu đô la Mỹ mua một tòa nhà 6 tầng nổi, 2 tầng hầm ở Gangnam và đem cho thuê, mỗi tháng có thể thu về khoảng 40.000 đô. Huyên biên cũng là một tài tử nhận cát xê cao nhất xứ Hàn. Với mỗi tập phim truyền hình, anh nhận thù lao vượt 2 tỷ đồng. Tài tử quảng cáo cho loạt thương hiệu trang phục thể thao, đồ uống mỹ phẩm. Cuối năm 2020, anh trở thành sao Hàn đầu tiên là đại sứ thương hiệu toàn cầu của hãng đồng hồ Omega. Nam diễn viên cũng sở hữu các bất động sản ở khu sầm uất của Seoul. Năm 2013, anh mua một tòa nhà ở Cheon Damjong, quận Gangnam, Seoul với giá 4,8 tỷ won, 4,4 triệu đô la Mỹ. Hiện tòa nhà trị giá vượt 10 tỷ won, 9,1 triệu đô la Mỹ. Anh còn đứng tên căn hộ cao cấp ở Hyeo Seoul Đông có giá 3 tỷ won năm 2011. Nam diễn viên cũng mua cho cha mẹ mình một căn hộ cùng tầng. Khối tài sản khổng lồ của cặp đôi khiến người hâm mộ không khỏi choáng váng. Có thể thấy sau khi về chung một nhà, khối tài sản và bất động sản chung của cặp đôi nhất định sẽ tăng lên. Cả hai cũng được nhận xét là cặp đôi quyền lực mới của làng giải trí xứ sở Kim Chi. Chỉ với khối tài sản này thì chắc chắn Son Jae-jin và Huyên biên cũng giàu chẳng kém gì cặp song song năm nào. Hiện tại, những thông tin xung quanh chuyện tổ chức đám cưới, quy mô sự kiện, dàn khách mời tham dự hay chuyện lên đồ ăn vận của cô dâu đều được dân tình vô cùng quan tâm. Chú ý, tờ Sport News tiết lộ lễ cưới của Huyên biên và Son Jae-jin sẽ diễn ra vào tháng 3 tại một địa điểm ở Seoul. Được biết, hai ngôi sao Hallyu đang tất bật chuẩn bị các công đoạn và tìm địa điểm tổ chức lễ cưới. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên hôn lễ sẽ được tổ chức đơn giản riêng tư theo đúng nguyện vọng của Huyên biên và Son Jae-jin. Do đó, sự kiện sẽ được tổ chức chỉ dưới sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân cận của hai nghệ sĩ đình đám này mà không hề có truyền thông tương tự hôn lễ của Bijan và Kim Tae-hee trước đây. Thông tin này cũng đã được phía công ty quản lý của Huyên biên Vash Entertainment xác nhận sau đó. Hai nghệ sĩ đang có kế hoạch tổ chức đám cưới ở Seoul vào tháng 3. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh, chúng tôi mong mọi người thông cảm rằng buổi lễ được tổ chức riêng tư. Đây cũng là mong muốn của hai nghệ sĩ. Họ hy vọng có thể tổ chức buổi lễ ấm cúng nhẹ nhàng với sự tham gia của gia đình bạn bè thân thiết, công ty cho biết. Đại diện của Huyên biên cũng nói thêm, chúng tôi hy vọng công chúng có thể dành lời chúc phúc và ủng hộ hai người. Họ đã có những quyết định quý giá trong cuộc đời. Không chỉ vậy, không ít fan còn cực kỳ tò mò đến việc tiểu bảo bối nhà cặp đôi đình đám liệu sẽ có dung mạo ra sao. Quả thật câu nói quyền lực bố tớ là Huyên biên còn mẹ tớ là Son Jae-jin đang là chủ đề hot trên mạng xã hội hai ngày hôm nay. Thời điểm cặp đôi mới công bố hẹn hò, một netizen đã từng thử dùng phần mềm ghép ảnh để tìm ra khuôn mặt của những bé cưng sẽ thừa hưởng nét đẹp của hai ngôi sao hạ cánh nơi Anh. Dù là gái hay trai, các nhóc tì đều có nhan sắc cực kỳ ấn tượng, được dự đoán trở thành soái ca mỹ nữ tương lai của K-pop. Thậm chí không ít netizen bỏ công tìm tòi các app dự đoán nhan sắc con tương lai nhờ vào việc dùng ảnh của Huyên biên và Son Jae-jin. Nếu như bé trai sở hữu gương mặt cương nghị, đôi mắt sáng, long lanh cùng thần thái chững chạc của bố, thì bé gái lại gây thương nhớ với hai má phính bầu bỉnh, đôi mắt to trong veo hút hồn cùng biểu cảm đáng yêu. Đáng nói đường nét của các bé đều đẹp đến nao lòng, đúng chuẩn thừa hưởng toàn bộ visual trời cho từ bố mẹ. Thậm chí có netizen còn nghĩ đến việc hai vợ chồng nhà Huyên biên sẽ sinh đôi, chính vì vậy ghép thêm ảnh các nhóc tì vào khung hình chụp chung của cả hai. Hiện những thông tin về đám cưới của cặp đôi hạ cánh nơi Anh vẫn đang phủ sóng rộng khắp trên mạng xã hội và nhận về vô số sự quan tâm chú ý.